Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đại tướng Lương Cường đầy tham vọng sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước do Tô Lâm nhả ra. Ngày 27 tháng 8, blogger Gió Bớt bình luận chủ tịch nước Lương Cường bao giờ cho đến tháng 10 trên blog của AFA Tiếng Việt. Tác giả cho biết ngày 26 tháng 8, Quốc hội công bố sẽ bầu chủ tịch nước trong kỳ họp tháng 10 sắp tới. Dư luận trong ngoài nước đồng đoán Đại tướng Lương Cường sẽ đảm nhận chức danh này. Và đây là hình bài trên blog AFA. Nhìn chung, Lương Cường đủ tiêu chuẩn để ngồi vào chiếc ghế nguyên thủ quốc gia này. Nhưng trong thể chế một đảng nhiều phe nhóm dưới triều đại của Tô Tổng thì sẽ không có nguyên tắc, không cần tiền lệ. Tác giả cho hay, sau khi Tổng trọng qua đời, ông Tô Lâm tái lập tình thế một đích hai ghế, hiên ngang đi tàu, tay bắt mặt mừng bằng vai phải lứa với Tổng chủ tập cận bình. Báo đài chuyên gia quốc tế xôn xao bàn luận dự đoán rằng việc ông Tô Lâm vừa là chủ tịch nước, vừa là tổng bí thư có thể là sự sắp xếp của Bộ Chính trị để ông có vị thế ngang hàng, đồng cấp với ông Tập khi đi thăm Trung Quốc. Tác giả nhắc lại, chiều ngày 26 tháng 8, ngay sau kết thúc kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội sẽ kiện toàn chức danh chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024 theo nghị quyết của Trung ương dư luận xôn xao nhắm vào đại tướng Lương Cường. Tác giả lưu ý, về lý thuyết, ông Lương Cường có nhiều cơ hội trở thành tổng bí thư. Có nhiều tin đồn cho rằng, quân đội đang gây sức ép để thanh tra tập đoàn Xuân Cầu do em trai của ông Tô Lâm làm chủ. Và đây là hình đại tướng Lương Cường. Đúng là theo luật, quân đội có cơ quan điều tra, truy tố, tòa án quân sự độc lập, nhưng tất cả những yếu tố này đều nằm trong quyền quyết định của Bộ Chính trị mà hiện nay tổ chức này chỉ gồm những người thân cận hoặc là con tin của Tô Tổng Chủ. Tác giả nhận định về thế lực, tiếng nói quân đội trong đảng xưa nay vốn là vô đối do vai trò quan trọng và sự đóng góp của quân đội trong chiến tranh. Thế nhưng trong thời bình, chủ trương quân đội làm kinh tế đã xói mòn sức mạnh đó. Tướng lĩnh, thậm chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tù đông như lợn con. Dư luận nói về sân sau xuân cầu của gia đình Tô Tổng đã bung bét từ nhiều tháng qua nhưng chẳng thấy động binh. Có lẽ đó là chiêu ném đá dò đường qua sông của ai đó. Nhưng đá nhỏ, sông lớn, lực ném quá yếu nên đá chìm liễm không gây chút sóng. Ngược lại, theo tác giả, một sự kiện chấn động nhưng ít người chú ý. Đó là chiều ngày 21 tháng 8 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra số 1349 của Bộ Chính trị đã triển khai kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Như vậy, cơ quan đầu não của đảng kiểm tra cơ quan đầu não của quân đội một sự kiện hết sức nghiêm trọng. Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước, Tô Lâm. Tác giả nhấn mạnh, càng nghiêm trọng hơn là cách thức và thành phần vai vế của các bên liên quan. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng. Trưởng đoàn kiểm tra là Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Thời gian kiểm tra là 60 ngày, xích xoát với thời điểm diễn ra kỳ họp quốc hội kiện toàn chức danh chủ tịch nước. Trong 60 ngày ấy, liệu ông Tú có tìm ra thanh củi to nào để lập công với tổng chủ Tô Lâm hay không? Ông Lương Cường hẳn đang thấp thởm với câu hỏi, bao giờ cho đến tháng 10 đây? Tác giả cho rằng, phân tích sự kiện để thấy rõ hơn, cuộc chém giết mang tên chống tham nhũng, đốt lò, thực chất chỉ là đấu đá, tranh giành quyền lực. Lương Cường hay bất cứ quan chức nào bị ngã ngựa cũng đều xứng đáng không oan ức. Đáng tiếc là bên thắng cuộc cũng không phải người sạch sẽ, chỉ đơn giản là kẻ mạnh hơn. Dân chúng không có phần, thậm chí càng nghèo khổ hơn dưới sự cai trị của thể chế độc tài, bất tài, tham ác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại tướng Lương Cường đầy tham vọng sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước do Tô Tổng nhã ra. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dư lượng viên, lực lượng góp phần làm băng hoại xã hội. Ngày 29 tháng 8, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận của tác giả Hạo Nhiên với tựa đề Dư lượng viên phá hoại đất nước như thế nào? Tác giả cho biết, Khoảng 2 tuần qua, những người quan tâm đến thời cuộc đều tỏ ra hết sức kinh ngạc và bất bình khi thấy có cuộc tấn công tấp nập của các dư luận viên vào Đại học Fulbright, một cơ sở giáo dục phi lợi nhuận do Hoa Kỳ tài trợ nhằm đào tạo nhân tài về quản lý kinh tế cho Việt Nam. Và đây là hình bài trên báo Tiến Dân. Tác giả phân tích, ngạc nhiên là vì giữa Việt và Mỹ đã và đang có mối quan hệ ngoại giao ngày càng tốt đẹp, thậm chí đã nâng lên tầm quan hệ chiến lược toàn diện. Những kẻ tấn công làm như vậy thì có khác gì chửi thẳng vào mặt quốc gia đã giúp đỡ mình. Các nhóm dư luận viên kể trên đã thực hiện cuộc tấn công nhằm bẻ lái dư luận một cách rất hăng hái bằng những lời lẽ quy chụp nặng nề, vô căn cứ đối với Đại học Fulbright, khi cho rằng Fulbright là lò đào tạo phản động do Mỹ lập ra là ổ dạy làm cách mạng mạo. Theo tác giả, điều kinh ngạc tiếp theo là, theo báo điện tử chính phủ chiều ngày 26 tháng 8, Trả lời câu hỏi của phóng viên về Đại học Fulbright, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ rằng, Đại học Fulbright Việt Nam là thành quả của sự hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam hoan nghênh các hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam như đã được khẳng định trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Và đây là hình trường Đại học Fulbright Việt Nam. Tác giả thắc mắc Vậy nghĩa là thế nào? Cuộc tấn công vừa rồi vào Đại học Fulbright là do sự tự phát của một số dư luận viên bảo hoàng hơn vua hay do chủ trương của ban tuyên giáo Trung ương? Nếu tự phát mà trái ngược với đường lối chính thống của quốc gia, thì tại sao ban tuyên giáo Trung ương không ngăn cản? Tác giả dẫn trang Wikipedia, theo đó dư luận viên là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng Internet vẫn theo tác giả. Ở Việt Nam, người ta lập hàng chục trang báo mạng, đặt tên nghe rất kêu như nhân văn đất Việt, nhân quyền, nhưng trên thực tế là để tiêu diệt nhân văn, trấn áp nhân quyền, trù dập những tiếng nói dân chủ đòi hỏi, đòi cải cách xã hội. Tuy nhiên, sở dĩ một số trang mạng xã hội của dư luận viên vẫn tồn tại vì nó vẫn được một số người tin theo. Đó là những kẻ thường dân ngây thơ hồn nhiên hoặc cán bộ công nhân viên bị ru ngủ lâu ngày bằng những lời lẽ tuyên truyền giả dối không còn thích hợp thời đại mới. Và đây là hình áp phích cổ động cho lực lượng dư luận viên. Tác giả cho rằng, ngày nay trong thời đại Internet, thế giới đã phản ra. Dân vị có đến 90% biết sử dụng điện thoại thông minh, mọi sự thật dần dần được phơi bày đầy đủ, nên tác dụng của dư luận viên đã và đang bị suy giảm. Tác giả nhận định, việc muốn ngăn chặn dư luận trái chiều sẽ không khả thi, vì một người vượt đèn đỏ thì viên cảnh sát giao thông có thể thổi còi chặn lại được. Chứ đến hàng trăm người cùng vượt thì cảnh sát cũng đành phải bó tay. Tác giả đánh giá, qua vụ tấn công hớ đối với Đại học Fulbright vừa rồi, cũng như qua các tác động ngược trong việc sử dụng lực lượng dư lượng viên, có lẽ đã đến lúc ban tuyên giáo trung ương cần dẹp bỏ đội ngũ này. Tác giả đưa ra lời khuyên để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai gần, giới dư lượng viên nên bắt đầu chuyển hướng. Thay vì tiếp tục những việc làm như cũ phá hoại hướng tiến tới của quốc gia dân tộc. Quý vị hãy dùng tài năng về miệng lưỡi, kỹ năng ngôn luận của mình đã thẳng vào bọn sâu dân một nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dư lượng viên, lực lượng góp phần làm băng hoại xã hội. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới